Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Snowdrop tập 14, Jung Hae-in buộc phải kết liễu cùng tất cả con tin để cứu em gái, Jisoo lộ thân phận thật. Tình huống trong tập 14 Snowdrop sẽ khiến cả Lim Soo-ho và Eun Young-jo đều rơi vào bế tắc. Trong tập 13 Snowdrop, Nam Tae-in thực sự đã ra lệnh cho quân đội tiến vào bao vây ký túc xá, không còn cách nào khác, Kang Chung-ya buộc phải tạm thời hợp tác với Soo-ho. Giả vờ làm con tin đe dọa Nam Tae-in ngừng hành động. Sau đó cô cũng đưa ra kế hoạch ra ngoài để cướp lấy toàn bộ số tiền chuẩn bị cho kế hoạch cứu con tin của NSA. Bằng cách này, bọn họ sẽ không còn đủ tiền nạp thêm vũ khí, lựu đạn để hại người, Chung-ya còn nói. Nếu Soo-ho lo sợ mình phản bội thì hãy cho cô ấy một cái cớ để không làm điều đó. Ví dụ như cùng cô ấy bỏ trốn sang một đất nước khác sau khi tất cả mọi chuyện đã được êm đẹp, và cô sẽ quay lại để nhận câu trả lời từ anh. Ở một diễn biến khác, cha của Young-ro vẫn còn sống, trong khi đó tại ký túc, Lee Kang-moo sau khi nói chuyện với Kang Hanna qua bộ đàm, song đã bị Soo-ho chĩa thẳng súng vào mặt với một nụ cười chua chát như thể bị phản bội. Ở trailer xem trước tập 14, phía Triều Tiên đã trực tiếp ra nhiệm vụ cho Lim Soo-ho, rằng anh phải nổ tung cùng tất cả con tin trong ký túc xá vào buổi tối cùng ngày, nếu không em gái anh ta sẽ chết, vừa nhận lệnh. Soo-ho không khỏi bàng hoàng, ngoài người cha nuôi đã gây thất vọng. Em gái là người thân duy nhất của anh, chắc chắn lúc này anh ta đang rơi vào bế tắc. Khi biết tin tức này, Nam Tae-in không khỏi thích thú mà cảm thán cười lớn. Nổ tung chúng, cách đó được hơn ấy. Về Kang Chung-ya, sau khi liên hệ được với phía ngân hàng, cô sẽ trực tiếp thay đổi ngoại hình và đến trao đổi giao dịch, dù có nhiều khả năng khi kiếm được 300 tỷ won. Cô sẽ cao chạy xa bay sang đất nước khác một mình, hiện tại họ cũng chỉ còn cách tin tưởng và chờ đợi. Tuy nhiên Kang Mo vẫn để Hana đi theo giám sát cô ta. Ở trong ký túc xá, Bun Ok đã đồng ý nhận giúp đỡ một điều gì đó nhưng với điều kiện, chỉ khi Young-jo ra khỏi đây, không những thế, thân phận của Young-jo cũng bị tiết lộ với toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá. Nhiều sinh viên thân thiết với cô cũng không khỏi ngỡ ngàng và còn đổ trách nhiệm lên đầu Young-jo, không phải ông ta là người cố giết hết ta sao, Young-jo là con gái kẻ giết người ư. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.